Như các bạn nhìn thấy thì cái nơi ở của cặp vợ chồng Nhi Khờ sau cái thời gian mà ở nhà hoang, ở nhà bà ngoại xong bắt đầu bây giờ là về đây che bằng một cái tấm bạt, không biết là người ta cho hay là mua, thì bắt đầu che cái bạt ở dưới cái lùm cây này để ở. Mà trong khi đó thì cái chỗ ở này thì nó thấp hơn so với đường và bốn bên xung quanh luôn. Mà khi mà trời mưa xuống một cái là nước nó sẽ đổ về đây, nó sẽ ngập cái khu vực này luôn. Mà không biết là mưa gió thì không biết hai vợ chồng sẽ ngủ như thế nào. Thực sự nhìn cái cảnh hai vợ chồng này mình nhìn thấy là đúng là cũng khá là tội các bạn. Mình cứ ngỡ là sau thời gian mà nổi tiếng khá thế lên thì được mọi người giúp đỡ thì sẽ cuộc sống sẽ khác, thuê được nhà cửa ở và sẽ có cái công việc làm đàng hoàng. Nhưng mà không ngờ thì sau khi mà quay lại thì thấy cặp vợ chồng này còn khổ hơn ngày xưa, khổ hơn lúc chưa nổi tiếng. Cái lúc mà mình gặp, mình quay hai vợ chồng thì hai vợ chồng đang còn được ở mấy nhà bà ngoại. Rồi sau khi mình quay lại một lần nữa thì hai vợ chồng ở nhà hoang. Bây giờ mình quay lại lần nữa thì hai vợ chồng đang ở trong cái chòi như thế này. Không biết có phải là lần sau mình mà quay lại nữa thì hai vợ chồng này không biết là chắc là ngồi ngoài đường ngủ luôn quá, ngủ gầm cầu ngủ gầm cầu luôn quá. Thực sự là thấy hai vợ chồng này tội, cũng hiền, cũng thật thà, cũng chất phát chứ không đến nỗi nào. Không biết là cuộc đời nó đưa đẩy sao mà hai vợ chồng như vậy. Như các bạn nhìn thấy thì nói chung là hai vợ chồng này thì cũng không được ở, nó cũng không được sạch sẽ cho lắm. Thế nên ăn đâu là thả rác đấy, xong chưa? À, rồi ngồi trong nhà đi, anh vô. Em cứ ngồi trong đi, cứ ngồi ở trong đi, vắt cái màn lên. Cái mùng á, chứ cái màn đâu. À, vắt cái mùng lên. Này là cua hai vợ chồng vừa bắt về là bỏ đây đây đúng không? Vắt cái mùng lên. Gì? Mẹ căn cước của em. Thôi. Cái gì? Này có giấy tờ không? Giấy của em. À. Dấu vào quỳnh. Rồi hai vợ chồng về đây sống được bao lâu rồi? Có tháng mấy rồi? Hả? Còn tháng mấy này rồi? Tháng mấy nay rồi? Dạ. À. Rồi đây là đất của ai? Đất của người ta. Đất của người ta. Mình ở đây người ta có đuổi không? Không. Em ngồi nhích ra đây xíu, hai đứa ngồi xích ra đây xíu cho nó sáng. Trời, cái ô đất mà như vậy mà hai vợ chồng ngủ được này. Dạ. Như bạn nhìn thấy trải cái chiếu lên, nhưng mà ở dưới hình như còn dư một cái gốc cây đúng không? Dạ đúng rồi. Có một cái gốc cây xong bắt đầu là không có trải chiếu mà nằm thẳng được luôn. Dạ, không có cái gì vậy. Rồi mưa nó có ngập vào cái chỗ này không? Có, ngập luôn, ướt nó trơn sình lên rồi. Đây này, như các bạn nhìn thấy trơn luôn rồi. Trải cái tấm bạt xong bắt đầu trải cái chiếu lên trên. Ướt hết trơn rồi. Ừ. Rồi hai cái nồi trong kia là hai nồi gì cho anh xem thấy được không? Là canh chua mà bắt ốc với cua nè. Ừ. À, nấu vô đại vậy đó. À. Rồi cơm. À. À. Ồ, cánh đó người ta cho. Cua. Nhà này làm cái món này kêu món gì á? Kho. Kho hả? Dạ. Kho. Cánh gà kho. Là đâu có nắp gì đâu, có cái nồi cơm là có cái nắp thôi. Ừ. Rồi cho anh hỏi này. Rồi lúc trước là có được mọi người giúp nhiều tiền hay không mà sao giờ lại phải hỏi như vậy? Dạ có, nhưng mà em này cũng đi tìm cha. Ừ. Thì em cũng được mấy anh YouTube rồi đó giúp đỡ em, với Mạnh Thường Quân đồ cũng gửi tiền cho em. Ừ. Ê da đau quá. Là giúp được nhiều không? Dạ tôi cũng được gần 10 triệu hay gì đó. Ừ. Rồi đi tìm cha em, rồi lúc đó lên trên Đồng Nai á là cha em thất nghiệp. Rồi chồng em nó cũng không có được việc làm. Ở trên Đồng Nai là phải có giấy căn cước, giấy chứng minh mới làm được. Rồi ổng không có căn cước, ổng làm không được. Thì lúc đó tiền của Mạnh Thường Quân cho đó là thuê nhà trọ. Rồi ăn dần dần. Rồi tới lúc mà em thấy gần cạn tiền rồi đó, cha em mới xin cha em đi lụm da chai. Rồi cha em nói á, rồi thì hai đứa cha em kêu bằng chai bao không à. Con hai đứa đi lấy bao đi nhặt bao chai, ý chai bao đi con. Đó, rồi hai vợ chồng em đi lụm bán thì cũng được mấy chục ngàn. Chồng em chở đi vòng mấy. Lúc đó là ở trên Đồng Nai được bao lâu? Cũng được tháng mấy? Tháng 2. Em nói với anh là em cũng buồn, là do mình, người ta tốt với mình. Người ta cho mình nợ hết, trả lúc đầu mình trả được tháng đầu. Tháng sau á, thì mình không có trả cho người ta được. Em còn nợ người ta một tháng nữa. Là em nếu mà cái này có lên mạng đó, chị chủ nhà trọ đó xin đừng có buồn em. Nếu mà em có được ai thuê, chắc không ai thuê đâu, nhưng mà vợ chồng em sẽ cố gắng kiếm tiền nó lên trả cho chị. Và lúc mình đi mình không nói với người ta đúng không? Dạ đúng. Là mình trốn luôn đúng không? Dạ đúng. Là đồ đạc là để ở đó hết. Là trốn luôn. Dạ chỉ mở cửa tăng quan ra thôi. Tại vì cái ổ khóa đó là ổ khóa của mình. À, mở cửa tăng quan để đó xong là trốn đi luôn. Dạ. Đồ đạc là đi hết luôn. Dạ. Rồi lúc mà tưởng lúc đấy là ở chung với cha chứ không ở chung với cha hả? Dạ không, cha đi về Đà Nẵng rồi tụi em mới đi. À, có nghe cha đi ra Đà Nẵng xong rồi em hai vợ chồng mới bắt đầu đi lên đây. Dạ. Rồi không, lúc đó còn đi tùm lum hết trơn anh. Đi chỗ này chỗ nọ rồi mới mắc Sukana của em đó. Đi lên tới Tây Ninh. Lên Tây Ninh. Dạ lên Tây Ninh em vô ghé mà mấy cái chợ đó, em vô chổng em xin tiền đặng thuê nhà trọ nữa. Rồi cái hai chồng em chở em đi chợ làm. Thì ở nhà Sukana với con chó con á. Chó con đó em cũng xin ở trên Đồng Nai. Mắc hai đứa nó rồi buồn quá hai chồng em chạy. Thì con chó nhỏ xin ở Đồng Nai. Mấy bác nó đi lên trên Tây Ninh. Hai đứa nó đi lên trển là mắc rồi hai vợ chồng em cũng thương, anh biết rồi, thương chó, quý chó lắm. Mắc rồi buồn, biết làm sao giờ. Thôi về để ở luôn. Về để ở thì... Rồi anh có nghe nói, có thấy hình như em về nhà ngoại em mà đúng không? Về nhà nội. Về nhà nội của em, nhưng mà em không sao, em không ở đó. Nói chung là em chưa ghé vô nhà nội. Chỉ anh thấy em về thăm nhà... Nhà cô. Nhà cô. Cô hai. Lúc đó cô hai còn nấu lẩu cho em ăn. Rồi mua chuột về nướng cho em ăn nữa. Rồi ở đấy được mấy ngày? Cũng... Cái tuần lễ không anh? 2 tuần. 2 tuần. Ở 2 tuần xong mấy bắt đầu mới đi. Là dưới đó mình cũng không có nhà cửa gì, không có chỗ ở luôn. Không, tại vì nhà cô em là chỉ có một cái phòng thôi, để dành cho anh chị của em, như ai về sớm thì người đó ngủ. Và hai vợ chồng em ở đó thì anh chị em về ở đâu. Rồi bây giờ hiện tại cha em cũng như cô rì chú bác nhà em có biết em ở đây không? Tại em không có điện thoại để liên lạc. Nhưng mà anh nghĩ chắc biết, bởi vì qua thông tin rồi thì cái mọi người cũng biết là hai vợ chồng bây giờ đang ở trong một cái tròi như thế này đây. Anh không tưởng tượng nổi là cái cuộc sống của bọn em nó như này đó. Lúc trước ở cái nhà hoang này nó cũng sạch sẽ đi, đúng không? Rồi bắt đầu ở nhà ngoại đi thì nó cũng đỡ, cũng sạch sẽ đi. Mà giờ ở như thế này nó đúng là cùng đường. Mỗi lần mưa xuống là nó ngập lên hết trơn. Rồi sau hai vợ chồng ngủ? Con cũng mới đợi tới tạnh mưa rồi ngủ được thì ngủ. Rồi dưới đây nhà người ta cho thuê mắc lắm hay sao? Tùy theo phòng người ta cho mình thuê thì tháng tới 1 triệu mấy lần. À, ở đây á hả? Dạ. Đây mà làm gì mắc chứ trời. Tháng tới 1 triệu mấy. Là hai vợ chồng là tính bây giờ là ở như vậy hẳn luôn hả? Chứ em cũng không biết sao tới đâu hay tới đó. Rồi bây giờ trong người hai vợ chồng là không có đồng nào luôn. Bây giờ nếu như quay lại ngày xưa cái thời mà em chưa nổi tiếng thì em có chịu không? Bây giờ anh phải đặt câu hỏi vậy. Chịu. Nếu nhưng mà chưa nổi tiếng em, nhưng mà em không được gặp cha em. Đó ví dụ em nhưng mà em thời xưa em muốn ở rồi em không gặp cha em, chứ mà bây giờ em nổi tiếng rồi em gặp cha em mà gơ vào cái cảnh mà khổ như vậy, em chọn cái nào? Đó nào? Em chọn gặp cha em. Vậy là chấp nhận em vẫn chấp nhận cuộc sống bây giờ. Tại vì em biết em có cha có mẹ. Em vẫn chấp nhận cuộc sống vậy. Bây giờ em biết có cha em là được rồi. Thì chắc chắn là em sẽ có cha rồi, sớm muộn thì em sẽ có một cái cơ duyên nào đó. Cha em hứa là cha có tiền trả về thăm hai vợ chồng con. Cha đòi gửi tiền cho em nữa kìa, nhưng mà em không muốn. Rồi có nghĩa là rồi có được gặp mẹ ông hay chỉ gặp cha không? Em gặp cha không? Có được gặp mẹ không? Em chưa được gặp. Nhưng mà giờ có biết mẹ em ở đâu không? Em nghe đâu mẹ đâu ở Trà Vinh, Tiểu Cần gì đó. Nhưng mà em không có tiền đi tìm. Nhưng mà em không có phương tiện đi. Không có tiền để đi tìm mẹ. Nhưng mà giờ có tiền là vẫn đi tìm mẹ hả? Tìm để làm gì? Tìm để xin lỗi mẹ. Tại vì đó con cãi lời, con giận người rồi con đi. Ủa vậy là em bỏ mẹ em là lâu chưa? Mẹ em giận em mấy, kêu em giận lúc đó lúc thời không, em cứ suy nghĩ rằng mẹ em không thương em mới đuổi em ra khỏi nhà. chỉ vì nghĩ em bậy bạ với cha dưỡng. À, vậy là cái thời điểm mà em đang ở cùng với mẹ là mẹ đang ở cùng với cha dưỡng. Rồi bắt đầu là mẹ em nghĩ là em quan hệ với cha dưỡng, xong bắt đầu mới đuổi em đi. À, nhưng mà có chuyện đó không? Không, em không có gì với cha dưỡng hết chứ. Ừ, nhưng mà mẹ lại nghĩ vậy rồi đuổi em đi. Ừ. Lúc đấy là em bao nhiêu tuổi? Lúc đấy em mới có 30 rồi. À, vậy là cũng mới đây thôi đúng không? Dạ, 7 năm rồi. Ừ. Vậy là lúc đó là em bỏ cha mẹ đi. Em giận, mà em mới giận, mà em mới đuổi em đi. À. Rồi em mới đi, mà đi trong người em không có tiền. Ừ. Là cứ đi lang thang vậy? Dạ, em cứ đi hết chỗ này chỗ nọ, có chỗ nào ngủ thì em nằm đại vậy đó. À. Là con gái mà ra đường cứ ở nằm đại như vậy, không sợ bị người ta làm nhục à? Có ai em người ta có làm... ghé vô mấy cái chỗ nhà mà người ta có camera. Ừ. Em ngủ. Rồi hay là hoặc em đi xuống dưới tới Tiền Giang á, cái chỗ mà dựa gạo á, có camera đó. Ừ. Rồi hay là hoặc cái nhà nào nhà người ta nhà giàu đó, người ta có camera. À. Em ngủ đó. Ừ. Lúc đầu em ngủ đầu em không có được êm. Ừ. Cái nửa đêm em thấy đầu em êm mà em được ấm nữa, không có bị mũi chích nữa. Sáng thì mở mắt ra được dĩa cơm. Ừ. Với ly cà phê sữa. Ừ. Người ta cho hả? Dạ. Ừ. Cái em ngồi vậy mà nước mắt em rớt. Em nói trời, không lẽ có ông tiên bà bục nào cho em. Ừ. Cái hai vợ chồng ra, ôi vợ anh là bà tiên hồi nào vậy, là em mới hiểu là chị đó lo cho em. À, ý là cái người chủ nhà đó người ta thấy thương người ta cho đúng không? Dạ. Ừ. Em nhớ hoài à. Ừ. Lúc em đi em ở đó rồi, lúc đó em giấy chứng minh em giấy căn cước em bị mất rồi. À. Rồi em chỉ kêu á về ở, nhưng mà em thì ngại. Ừ. Chỉ nói á, cứ ngại cái về, chị không sợ mày, không lẽ mày sợ tao. À. Mày về ấy đi, mày về đi, rồi mày lo, mày ở nhà chị làm gì mày phụ chị thôi. À. Cái em suy nghĩ á, nhà người ta giàu quá rồi, người ta thương mình lúc đầu thôi, rồi lỡ lúc sau á, trong khi đó người ta cũng con cái người ta cũng ăn chơi. Ừ. Lấy này lấy cái nọ tùm lum hết trơn á. Ừ. Rồi lỡ khi người ta hiểu lầm, người ta nói mình lấy nữa, người ta cưu mang mình mà mình đi lấy đồ của người ta nữa. Ừ. Nói thôi, có nghĩa là nghĩ chỗ... xa đúng không? Nghĩ dạ, xa, em xa. Nghĩ trước như vậy em mới nói thôi chị ơi, em còn phải đi tìm người của em, tìm người thân của em. Có lẽ là đi tìm người thân đúng không? Dạ. Ừ. Nhưng mà thật sự em nói dốc thôi. Ừ. Đặng em không có để cho chị giữ mình lại. Vô không rồi đại ca? Đâu, rồi. Ủa là hai vợ chồng ăn có một cái tô thôi hả? À. Trời ơi, cái này của người ta phơi, phơi làm gì vậy trời? Trời ơi, anh ơi mắc cân ngàn nào là sáng bả chửi anh ơi. Điểm rồi chưa? Anh, điểm rồi chưa? Là cái cơm này là nấu hồi nào đây em? Nấu hồi sáng. Mới nấu hồi sáng hả? À. Là em nấu hay là chồng em nấu? Chồng em nấu chứ em đâu có bưng gạo đi do được. À, có nghĩa là chồng nấu, là nấu ở ngoài gốc cây đây hả? Dạ, cái chỗ nãy mình tắm á. À, rồi bắt đầu nhiều khi nó mưa thì sao nấu? Mưa thì nhịn đói. Mưa nhịn đói luôn. Dạ. À. Nhiều lúc á, muốn mua cái bếp ga mini. Ừ. Mà suy nghĩ lại đi xin tiền khi có đủ tiền mua thuốc uống à. Có nghĩa là muốn mua cái bếp ga mini mà không có tiền để mua. Dạ. À. Cái là hai vợ chồng là chỉ có một cái tô thôi à? Dạ. Trời ơi, không có một cái bếp ga. Không. Không có một cái tô để ăn cơm. Là hai vợ chồng chung nhau một cái tô. Cái chân gà này ở đâu mà người ta cho em đây? Người ta bán á. Người ta bán à? Người ta đi ngang đây là người ta cho. À. Người ta đi ngang qua đây xong là người ta cho. Dạ. Giống kiểu người ta tìm Nhi ơi. Lên lấy có nghĩa là giống người ta bán đến trưa rồi, người ta bán không hết người ta cho đấy đúng không? Dạ. Nó cũng ngon lắm. Rồi bắt đầu là cua cá này bắt về xong là nấu canh chua này. Ốc. Ốc hả? Ốc với con cua à. Thế hai vợ chồng càng ngày giống kiểu càng tối. Nhà không có ở, bếp không có cái để nấu, không có một cái giường để nằm. Hai vợ chồng ăn chung có một cái tô. Đúng là thấy tội. Anh ăn đi. Ăn tô à? Ăn đi. Không có ăn gì đâu, như bắt cua rồi anh có ăn cái gì đâu. Ủa vậy là mọi khi là... Anh nói bò như thế vậy? Vậy hả? Anh hỏi này, có nghĩa là mọi khi là ví dụ như thế là bắt cua về là ai là người đi bán? Dạ. Hay là cả hai vợ chồng đi? Không phải, bắt đi đó. Rồi sáng rồi mình đem đi ra chợ rồi ngồi bán. Rồi đi lúc mấy giờ? Tại em lại bộ mình phải thức khuya đó. Em mới thức sớm. Mấy giờ thức? 3 giờ. 3 giờ đã thức để đi bán rồi? Lội ra tới ngoài đó là sáng trời. 3 giờ sáng? Dạ. Mà lội ra đấy từ là tính là cũng phải 4-5 cây ấy nhở? 5 cây số không? Em cũng không có biết nữa. Nhưng mà đi từ 3 giờ cho đến 5 giờ. 5-6 giờ luôn. 5-6 giờ là tính là 2-3 tiếng mới ra đến đường lộ. Mới ra đến chợ. Sao mình không ra ngoài gần chợ, mình kiếm một cái chỗ nào đó mình ở nó cũng khỏe hơn à? Rồi đi xin. Rồi mình phải vào trong cánh đồng này để ở. Anh thấy không? Mình chỗ mình mở giờ người ta cũng sợ lắm anh ơi. Sao vậy? Sợ mình trộm đồ của người ta nữa. Một khi mình xin chỗ ở người ta không cho nữa anh. Mình cứ ở đại thôi chứ, có nghĩa là mình ra nhà lồng của chợ đó rồi bắt đầu lấy tối, ví dụ ban ngày thì mình ra ngoài rồi cho người ta bán. Rồi tối thì mình vào trong nhà lồng nữa mình nằm mình ngủ. Chứ tự nhiên mà hai vợ chồng đã chân đã què rồi làm không ra tiền mà tự nhiên đi vào giữa cánh đồng này ở, cách đường lộ 4-5 cây số để đi vào trong đây để ở, rồi bắt làm sao đi kiếm tiền được. Em làm sao để em bớt di chuyển lại. Bớt di chuyển lại thì em mới xin được tiền. Xin được tiền thì em mới bớt phải đi lại. Rồi ngày xưa lúc mà ở cái nhà bên kia anh thấy có bếp ga, bếp đồ, bếp ga đâu rồi? Bếp ga bên nội hả? Bếp ga ngày xưa anh nhớ là trong cái nhà Hoàng cũng có mà. Đâu có, nhà Hoàng đâu có đâu, nhà Hoàng nấu bằng bếp củi. À, cũng nấu bếp củi hả? Dạ. Bếp ga bên nội ai lấy mất chiêu rồi. À. Rồi sao mình, ví dụ như thế là nhà nội mình, là nội của em ấy đúng không? Là bố em là con của ba nội, là cái nhà đấy của ba nội. Mà tại sao bố em không ở, mấy em không ở? Không, chạy quá đây. Nhiều chuyện quá. Rồi người ta lại ấy là kia rồi. Ai lại? Nói chung là nó tóm gọn đây. Tóm gọn rồi người ta quay lại, quay á, rồi người ta quay bả. Vì Mạnh người nào quay đó em không biết. Rồi tiền bạc đó thì bên kia lấy, đó hừa em. Đó hừa hai chồng em lấy. Em cũng đi làm đó, giờ em ở nhà. Chứ em đâu có ở nhà đâu. Có nghĩa là lúc trước là có người tới quay chia sẻ rồi bắt đầu cho tiền cho bà ngoại em. Đúng rồi. Nhưng mà cuối cùng là người ta bà đổi thừa cho vợ chồng em lấy. Đúng rồi. À. Tới đây đổi em. Mình không lấy thì thôi, mình ở mình cứ ở chứ việc gì. Nhưng mà kỳ lắm anh ơi. Miễn là có cái chỗ để mà chui ra chui vào, chứ bây giờ bọn em cứ ở ngoài đường ngoài ruộng như thế này như các bạn nhìn thấy này, xung quanh này không có một cái gì hết. À, dọc này nó tên là ấy. Anh đó. Là lúc ở em tới nỗi bị quan ha, lên tới Đồng Nai á, cái hai vợ chồng em đi vô quán, vô quán hai vợ chồng em lúc đó là gần Tết anh, cái thấy cái quán nó mới mở thấy đẹp quá, đi vô coi thôi chứ thật sự ra mình không có muốn tốn kém, mình coi thôi, cái xong cái được cái mấy ông có cái ông nào đó. Tự nhiên ông chửi em ở trong cái quán đó làm em quê luôn, em cũng không biết em bị chửi vô gì. Ông nói em mắc dạy chửi mẹ chồng. Mà cái thím đó là thím út của em thôi chứ đâu phải là mẹ chồng của em đâu. Nói giống như người ta xem trên mạng xong người ta bức xúc à hả? Dạ, người ta nói người ta là Mạnh Thường Quân giấu tên. Nếu mà con người của em hỗn hào, không có suy nghĩ được, em sẽ trả lời rằng một câu: chưa có Mạnh Thường Quân nào mà ngang ngược như anh chứ. Thôi đừng nói cái chuyện đó. Bởi vậy em không nói. Em muốn nói nhưng mà em không nói. Ý là có nghĩa là em suy nghĩ là em tính em nói vậy đầu thôi. Nhưng mà em không có nói. Kệ họ, người ta chửi em như thế nào người ta chửi. Trong quán đó có cái hai vợ chồng chị kia mới đứng lên nói: Nhi khờ có làm gì không đâu, mà ông có coi hết clip chưa? Mà ông đứng gì ông chửi người ta rồi. Mà ông hô á là mẹ chồng lấy 500 ngàn. Nhi chưa hề nói. Chừng nào ông coi hết cái clip đó đi. Rồi ông hả nói Nhi. Cái em mới nói em cảm ơn vợ chồng chị. Nói chị, nói chung ra cái clip nào của em ra chị với anh đều coi chứ. Thương lắm. Rồi anh với chị mới móc ra cho em 200 ngàn. Cái ổng mới nói nè: nghĩ sao mà cho cái người vậy tiền vậy? Thôi thôi được rồi, cái chuyện đấy bỏ qua đi. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Cái chuyện của người ta là cái người ta. Anh ăn đi. Cái nồi này là em hái bông súng à? Dạ. Bông súng này em hồi sáng người ta cho. Anh nãy giờ anh cho em ăn thì bây giờ anh ăn. Ăn rồi. Giờ chồng đút lại cho vợ, vợ đút lại cho chồng. Rồi lên nồi cơm này là tính là ăn cái đến ngày mai luôn hả? Dạ. Ăn đến khi nào hết thì thôi. Ngày mai là hết á. Có nghĩa là ăn, nấu một lần là ăn 2 ngày. Đâu có, buổi sáng ăn được à? Tại sáng đó mình sáng ăn. Mai là ăn là hết rồi đúng không? Dạ. Có nghĩa từ giờ đến tối và đến sáng mai là hết rồi đó. Dạ. Rồi đi té. Em gặp anh Tiến em mừng không? Anh tưởng quên anh rồi chứ. Tại anh thấy bọn em đi nhiều nơi quá anh không có ghé được. Em nói là em lúc nào em cũng nhớ nhờ anh Tiến mấy em mới có những mấy YouTube mà anh chị em YouTube mới biết em. Không có anh Tiến là bằng YouTube không có ai biết em hết trơn á. Và không có ai biết em. Nói chung là lúc anh quay lên em muốn là cho bọn em tốt lên rồi để cho mọi người giúp đỡ em thôi, nhưng mà không ngờ anh quay lại anh thấy bọn em khổ hơn ngày xưa. Nói chung là em nói là lúc nào đêm nào em cũng nói với chồng em nói nhờ anh Tiến mình mới được tìm cha và được những anh YouTube mới biết tới mình. Không có anh Tiến là không ai biết tới đâu. Mình vẫn ở trong ngôi nhà hoang. Nhưng mà bây giờ anh lại cảm thấy anh hối hận khi anh gặp bọn em. Biết sao không? Thay vì lúc trước là anh không có gặp bọn em thì em vẫn ở mấy bà ngoại. Cuộc sống của bọn em nó không có cái gì xáo trộn mà thay đổi. Rồi bắt đầu đến cái lúc mà ở bên nhà hoang, nếu như ai không quay, không chia sẻ cho bọn em thì giờ bọn em vẫn ở đó yên ổn. Nhưng không ngờ mà khi anh tới anh quay anh chia sẻ cho bọn em thì được cái là được bọn em biết được cha mẹ rồi, được mọi người biết tới. Nhưng mà giờ thấy cuộc sống bọn em như vậy anh cảm thấy hơi buồn. Không có đâu, tại số phận của em là như vậy. Số phận của em như vậy hả? Dạ, em không có chết anh, mà em còn mang ơn anh nhiều nữa. Tại anh thấy tưởng là bọn em sẽ tốt lên nhưng mà không ngờ lại như vậy. Anh làm cái đó là cái phước cho em chứ không có gì trơn á. Nhờ vậy em mới được gặp cha, gặp bên gia đình nội của em. Chứ không có ai đó, không có được ai nhiều hơn YouTube tới mà để chia sẻ cho gia đình em biết em chứ. Chứ không phải là anh đừng có hối hận nó, chứ hối hận nó tội cho em lắm. Ý là anh thấy bọn em giờ sống cái cảnh như thế này này cho nên anh nghĩ là đó là do cái số phận của em. Bởi vì giá như ngày xưa nếu mà anh không gặp em thì giờ em vẫn ở, biết đâu em vẫn ở mấy nhà bà nội, vẫn có chỗ ăn chỗ ở. Nhưng mà lúc đó em sẽ không được gặp gia đình của em. Nếu vậy là em vẫn là một cô gái không có gia đình, không có dòng họ. Vậy là em vẫn không ân hận về cái chuyện đó đúng không? Không. Thôi được rồi, nếu em chấp nhận như vậy được thì thôi anh cũng không nói nữa. Bởi vì anh nghĩ là do tại anh quay chia sẻ em cho nên là em ấy không có nhà có cửa ở như vậy. Không. Thôi anh bây giờ hai vợ chồng cố gắng đi ha. Thì hôm nay thì anh biết được cái chỗ ở vợ chồng đây rồi. Thì nếu có dịp nữa thì anh ghé anh thăm. Còn bây giờ thì anh cho bọn em ít tiền, bọn em mua cái bếp ga về mà nấu cơm nha. Chứ còn trời mưa trời gió như thế này á thì 4 bên xung quanh là nước, không có một cái chỗ nào để mà nấu cơm. Thì bây giờ anh cho hai vợ chồng 500. Mua cái bếp ga 100 hoặc trăm mấy thôi. Trăm mấy rồi bắt đầu là bây giờ là 200 mấy luôn. Mua một cái bình thường về nấu, lấy cái tối lại nấu cũng mua 2-3 bình ga. Không có xe nữa. Thì lúc nào bọn em kiếm xe tát chứ ngoài. Đó ngoài tốn 20.000. Trời. Nó ghé trả tiền cho người ta ngon. Mua cái bếp ga về mà lấy cái mà nấu cơm mà ăn nha. Dạ. Rồi bắt đầu là nếu mà có dịp có duyên nữa thì anh ghé thì giúp cho vợ chồng được cái giường cái chiếu hay là cái chỗ ở như thế nào, chứ như thế này thấy tội. Hoặc là bọn em kiếm mấy cái cây này này, bọn em kê lên rồi lấy cái gì lót nó lên là làm tính cái giường cho cao cao lên. Có mà. Cây búi, cây đinh là không làm được à. Nếu bằng cây ở đây á, mình lấy của người ta không được. Mình phải đi mua. Hoặc là mình ví dụ mình đeo những cái cành ấy này, mình làm cái xếp này thành một cái. Mình đẽo thì được, mình đẽo mấy cái nhánh được. Chưa thấy để hai vợ chồng tạo ra. Thấy hai vợ chồng ở đúng là để tạo ra. Chưa bao giờ thấy ở đâu. Khổ quá. Anh cứ nghĩ là từ trước này anh cứ nghĩ là tại anh nhé, tại anh cho nên vợ chồng em mới thành ra như thế này. Nó không mà làm buồn nữa. Anh thiệt mà. Anh không quay là bây giờ đâu có Nhi khờ đâu. Đúng rồi, không có anh rồi sao mà em được gặp chăm em. Nhưng mà anh không quay thì làm gì bọn em phải ra đây ở. Đã nói cái số phận của em. Anh nói hoài, em nghĩ nhận tiền anh luôn. Thôi thôi được rồi, anh nói vui thôi. Thôi bây giờ nếu mà chấp nhận như vậy rồi thì cũng nói chung là thôi cố gắng, hai vợ chồng cố gắng nha. Đây giúp cho hai vợ chồng để mua cái bếp ga nha. Dạ. Mua cái bếp ga còn dư thì để tiền mua thuốc hoặc là mua đồ ăn nha. Dạ. Ừ.